rồi trả nợ tôi đi. Vậy có mấy xịn mà nợ hai năm. Em vay nhà buôn cái gì? Mày để chúng nó đến tận rừng đòi thế này. Tiền gửi xe 3.000, 10 lần, mỗi lần 30.000. 1 cộng 1 là 2, 2 x 2 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 x 22, wow. Ok ok. Em xem chân cẳng anh nhà chị thế này, hay là cho chị thư thư vài hôm. Hả? Chào cậu. Ôi, em sơ ý quá. Nhà chị mới mua ô tô, thì làm gì có tiền mà trả nợ em. Chị ơi, trả nợ em đi. Chị ơi, chị ơi. Đây chị trả. Một miếng 2.4. Chỗ này chị tính vừa đủ trả nợ đấy. What? Em yên tâm, giá tiết kiệm nhưng chất lượng thì ok. Bỉm này công nghệ Nhật Bản mới nhất, khả năng khóa ẩm gấp 3 lần, siêu thấm hút, công nghệ lọ ép mới, mặc nhẹ như không. Em cứ cho bố dùng thử đi, có bảo hành luôn. Bỉm, sao có bảo hành á? 5 miếng đầu muốn dùng mà kích ứng, nhãn hoàn tiền. Ý tìm chưa ạ? Bỉm thì ok, nhưng mà... 1 cộng 1 là 2, 2... Vẫn còn thiếu 3.000 chị ạ. Lần sau có gì lại vay em nhá. Không tiền.